truyền bá chuyên vong bảo oán, chùa ba vàng mỗi năm thu trăm tỷ mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra muốn thoát nạn thì buộc phải trả nợ cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức và nhà chùa hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa ba vàng uông mỹ quảng đình một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc. Đến chùa để thỉnh vong Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng thường là ngày bận rộn nhất tại chùa Ba Vàng, không chỉ diễn ra khóa tu bát quan trai giới. Mùng 8 cũng là ngày nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho những người có nhu cầu. Đã thành lịch cố định, cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày tại chùa Ba Vàng sẽ diễn lễ thỉnh vong dài nghiệp, thu hút hàng ngàn người tham dự trên một đợt. 3 giờ sáng hôm ấy, 6 chiếc xe khách khổ lớn mang theo hơn 200 con người thuộc một hội nhóm có tên là Trúc Thành, rời Hà Nội theo quốc lộ 18A tiến về Quảng Ninh. Trên suốt hành trình, có những người dắt díu theo con nhỏ, có những người lưng còng tóc bạc nhưng gần như không ai có thể rời mắt khỏi một màn hình lớn gắn trên trần xe. Trong một đoạn clip được dàn dựng công phu, bà Phạm Thị Yến ngồi trên ghế cao, giọng đều đều nhưng diễn cảm, đang giải thích cho những người phía dưới về nguyên nhân của nhiều sự vật hiện tượng dưới góc nhìn tâm linh. Trong đó có cả vụ thảm án đau lòng, nữ sinh giao gà tại Điện Biên gây rúng động dư luận gần đây. Bà này nói, cho nên nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi xếp hàng mà khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp. Bạn ấy trong tiền kiếp có hai loại tội. Tội thứ nhất là sát hại chúng sinh dã man. Tội thứ hai là về mặt thân thể trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm, nên bạn ấy bị quả báo. 7 giờ 15 phút Đoàn xe chậm chậm tiến vào bãi đậu Trong khuôn viên khổng lồ giữa chừng núi Cả bảy bãi đậu xe đã chật kín Hàng vạn người vội vã Tràn vào khoảng sân chính Qua các lối đi được bố trí xung quanh Nhưng rất nhiều người đã không vào chính điện Mà di chuyển thành dòng về phía Một khu nhà rộng tách biệt Còn đang thi công giang dở. Trên sảnh khu nhà có một tấm biển nhỏ nền vàng chữ đỏ Nơi thịnh giải nghiệp Từ nhiều năm nay khách đến nơi này dù muốn hay không Đều được khuyến khích tìm hiểu về nghiệp, tiền kiếp, vong, thỉnh vong hoặc quan gia trái chủ Giữa sân chùa một mô hình cao hơn 2 mét Được dựng lên mô phòng trang fanpage facebook mang tên chùa Ba Vàng với hàng ngàn like để mọi người có thể dễ dàng chụp ảnh check in. Trên các bảng nước được bố trí xung quanh các lối qua lại là tập giày, tờ rơi mang tên các kênh thông tin chính của chùa được thiết kế chuyên nghiệp, trong đó in sẵn các địa chỉ internet mà khi truy cập vào chủ yếu là các clip có nội dung tương tự như những gì đã phát trên chuyến xe đêm. Thậm chí nhiều nhân sự của chùa Ba Vàng cũng sẵn sàng mà mang kiến thức cho du khách bằng gợi ý tận tình vào trang bếp chùa bà vàng chưa theo dõi trang facebook của cô phạm thị yến chưa kết bạn zalo với cô yến chưa ngoài ra để tăng thêm sức ảnh hưởng nhà chùa cũng phát hành rồi cung cấp miễn phí nhiều tựa sách mà trong đó nhấn mạnh vai trò của bà yến cùng những quan niệm về vong hồn ma quỷ của bà này Vong cứ lên là đòi tiền 8 giờ 30 phút sáng Tại khu nhà chưa hoàn thiện Cả ngàn người vẫn đang miệt mài chờ đợi Người thì nằm ngồi vật vã Kẻ thì tụm năm tụm ba thì thào Những câu chuyện ma mị Chiếc máy bấm số thứ tự đã nhà quá 300 Nhưng vẫn còn hai hàng rất dài nữa chưa đến lượt Trong khi đó dòng người từ các bãi đậu xe vẫn không ngừng kéo tới Ai cũng muốn có mặt trước khi thời điểm phát số kết thúc lúc 9 giờ. Thông thường, để đến được căn phòng cuối, nơi các oán hồn được thỉnh lên để nói chuyện phải quấy, thì người đi thỉnh buộc phải trải qua cả chục khâu bước ngặt nghèo. Đầu tiên, trong phòng thờ, người thỉnh phải xem đi xem lại cả chục lần những clip có nội dung chuyển bá về oán hồn. Sau đó phải đặt bút ký hàng loạt cam kết bị khám kỹ càng bị yêu cầu phải bỏ lại toàn bộ thiết bị điện tử có khả năng ghi âm ghi hình ra ngoài khu vực thỉnh vọng. Ngoài ra, người thỉnh cũng buộc phải đọc kinh nhiều lần, phải cung cấp chứng minh nhân dân bản gốc để thể hiện sự thành tâm chân thật nhất. Nhiều cảnh cáo đã được phạt, chỉ một gợn không thành tâm thì chẳng đời nào vong lên. Ở một lối ra nhỏ đã lạc đác có những người thỉnh vọng. Qua trao đổi Phóng viên liên tục nghe kể lại những câu chuyện dị thường Một người phụ nữ bị đau xương khớp Đi thỉnh thì được báo là Do bốn kiếp trước hay giết mèo Nên kiếp này bị vong mèo theo báo oán cho đau nhức toàn thân Muốn khỏi thì phải tu tập ít nhất 49 ngày Kèm công đức 3 triệu đồng Một người phụ nữ khác kinh doanh ế ẩm đi thỉnh Thì được biết do 36 kiếp trước tạo ác nghiệp nên kiếp này vong phá không cho làm muốn yên ổn thì phải cúng dường 6,8 triệu đồng ngồi trên chiếc ghế bàn kế bên hai mẹ con đến từ bắc ninh thì lại khá trầm tư họ kể rằng bà mẹ bị ung thư vú nghe mấy cái chùa ba vàng có phép thỉnh vong có thể chữa trị được nên vào mạng tìm hiểu theo tài liệu hướng dẫn người mẹ đã tự tu trước ở nhà 7 ngày còn cô con gái thì không Đến ngày, hai người đến từ rất sớm, lấy hai số khác nhau và cùng đăng ký thỉnh vong để hóa giải bệnh tật cho người mẹ. Nhưng kết quả vốn được nói trong hai phòng kín tách biệt nhau lại không trùng khớp. Với cô con gái, vòng ngớt ngư kẻ 96 kiếp trước là dân đen, còn ba mẹ cô là quan Chuyên ức hiếp. Khép tội oan nên kiếp này theo báo oán, Muốn hóa giải phải cúng dường 11,2 triệu đồng. Nhưng với bà mẹ Vong lại nhận mình là Của cô em gái ruột từ 42 kiếp trước Do bà mẹ không chăm sóc em gái Lại làm nhiều việc ác Như cướp đất Đến kiếp này Vong về oan cho phải bệnh Muốn khỏi phải đóng vào chùa 7,1 triệu đồng Trước sự lệch lạc thông tin như vậy Trong khi có con gái còn lưỡng lự Thì bà mẹ vội xua đi Phải tin chứ Mỗi người có phải chỉ một oán hồn theo đầu Bao nhiêu kiếp trước Mình làm điều ác bị tích vào Nên giờ mới phân bệnh như vậy Rồi bà cho biết Sẽ trả nợ cho vong để giải trừ bệnh tật Theo thống kê sơ bộ Mỗi tháng dịch vụ thỉnh vong giải nghiệp Tại chùa Ba Vàng thu hút từ 4.000 đến 5.000 người tham dự Do mỗi lần chỉ được trình bày đúng một vấn đề Nên không ít người chọn phương án đi lại nhiều lần Thực tế ghi nhận Lượng người bị vong đòi nợ Ít hơn 5 triệu đồng là không nhiều Trong khi những người bị đòi Từ 7 đến 15 triệu đồng Lại khá phổ biến Đáng chú ý Phần đa đều tỏ thái độ sẵn sàng trả tiền Chỉ mong được yên ổn Bản thân bốn phóng viên báo lao động Trong quá trình nhập vai Cũng bị vong vài tổng cộng là 26,5 triệu đồng Khi nhà chùa Mang nữ sinh giao gà ra làm nhục không mặc cả không thuế má không rủi ro không phá sản không ai kiểm soát chắc các bạn đã phần nào đoán ra ngành dịch vụ năm không này rồi chỉ có một điều chúng ta ít để ý chính chúng ta là nạn nhân là người tự nguyện bỏ tiền túi làm giàu cho người khác nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi xếp hàng giao gà mà khiến bị hiếp như vậy nguyên nhân chính phải do cái ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp bạn ấy trong tiền kiếp của hai loại tội Tội thứ nhất là sát hại chúng sinh dã man Tội thứ hai là về mặt thân thể trinh tiết Của người khác bạn ấy xâm phạm Nên bạn ấy bị quả báo Đây là những gì mà báo lao động ghi lại Tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh Như một người nhà chùa Tay cầm mic trước đông đảo cử tọa Giải thích về cái nghiệp của nữ sinh giao gà sâu số Trong vụ thảm án từng gây chấn động dư luận tại Điện Biên chúng ta có thể thấy rõ nhiều điều rằng nữ sinh xấu số đáng thương đang bị đem ra làm nhục một lần nữa dưới danh nghĩa tâm linh rằng tất cả những điều ấy là hoàn toàn vu khống bôi đen một nạn nhân đáng thương và nếu có một cái nghiệp thì chính những người đang hạ nhục người đã quất hôm nay đang tạo khẩu nghiệp cho chính mình và rằng tất thảy những lời lẽ ấy được nói ra dưới danh nghĩa ngả từ bi không phải để giáo dục người ta sống thiện tranh ác mà để người ta muốn yên ổn thì phải thỉnh vong hóa giải công đức Và đây là những lý luận ở Chùa Ba Vàng kèm luôn cái giá Đau xương khớp do bốn kiếp trước hay giết mèo Nên kiếp này bị vong mèo theo bạo oán cho nên đau nhức toàn thân Muốn khỏi thì phải tu tập ít nhất 49 ngày kèm công đức 3 triệu đồng Kinh doanh ế ẩm do 36 kiếp trước tạo ác nghiệp Nên kiếp này vong phá không cho làm muốn yên ổn thì phải cúng dường 6,8 triệu đồng. Bị ung thư vú, 42 kiếp trước không chăm sóc em gái, lại làm nhiều việc ác như cướp đất, nên kiếp này vòng về oán cho phải bệnh. Muốn khỏi phải đóng vào chùa 7,1 triệu đồng. Số người gọi hồn tại đây bị vòng đòi 5 triệu thì ít, toàn là từ 7 đến 15 triệu thì nhiều. Tiền ấy vào đâu? Chỉ có một địa chỉ duy nhất là vào chùa. Có lẽ câu chuyện ở chùa Ba Vàng nay chỉ là tiếp nối kiếp nạn dâng sao dài hạn ở chùa Phúc Khánh hồi đầu năm. Phải chăng đó chính là mê tín dị đoan để kiếm tiền từ những người cả tin? Phật pháp từ bi vô lượng chỉ có mục đích cao cả là giúp nhân loại thoát khỏi khổ đau và để những thứ ngụy Phật pháp không dọa mà người dân có lẽ cần có một tiếng nói, một giải pháp từ chính giáo hội chứ mà cả đến từng 50.000 tiền dân sao dài hạn, chưa thỏa mạng ngay cả những nạn nhân đau thương để thuyết phục người khác gọi hồn hóa giải công đức, thì chỉ làm vấy bẩn nhà Phật mà thôi. Bà Phạm Thị Yến Xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Người phụ nữ tuyên truyền vong bạo án ở chùa Ba Vàng, nói không cố ý xúc phạm các liệt sĩ và nữ sinh giao gà bị sát hại. Một ngày sau khi bị chính quyền thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì thuyết giảng thỉnh vong gọi hồn, bà Phạm Thị Yến, 49 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng thành phố Ương Bí, lên tiếng giải thích về sự việc. Chia sẻ với báo chí, bà Yến cho biết những ngày qua phải chịu áp lực lớn từ dư luận và báo chí, nhưng bà không ghét không giận ai vì ngoài việc tu tập thì những gì xảy ra xung quanh không quan trọng. Bà khẳng định việc tổ chức các buổi giảng về thỉnh vong cũng oan gia trái chủ để mọi người biết thuyết nhân quả mà sống tốt đẹp, làm điều thiện tránh điều ác. Hơn 10 năm nay, mỗi ngày bà chỉ ăn một bữa, quần áo có hai bộ và không cần tiêu tiền. Nhưng bà khuyên Phật tử khi làm lễ, hoàn gia trái chủ cần cúng dường vào chùa ba vàng để giải nghiệp. Cho rằng không có ý xúc phạm, các anh hùng liệt sĩ và nữ sinh giao gà ở điện biên bà yến giải thích khi giảng cho phật tử đã nói nữ sinh bị sát hại bởi ác nghiệp tiền kiếp và duyên trong hiện tại nhưng những kẻ sát hại cô gái rồi sẽ nhận quả báo thích đáng xã hội cần lên án trừng phạt những kẻ ác đó để họ không tạm nghiệp nữa đây là cách lý giải theo thuyết nhân quả của phật giáo qua đó khuyên răn mọi người bỏ ác làm lành để không gặp quả báo bà nói Người phụ nữ này mong muốn được gặp gia đình nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà để xin lỗi. Có thể họ chưa hiểu hết ý tôi muốn nói. Tôi tin khi gặp nhau, nghe tôi chia sẻ và họ sẽ hiểu và thông cảm. Gia đình họ đã đau khổ khi mất con, mà còn bị hiểu nhầm thì khổ đau còn hơn nhiều lắm. Đó là việc lương tâm tôi cắn rứt và thấy cần phải làm, bà Yến nói. Về việc bị nhà chức trách xử phạt 5 triệu đồng, bà Yến nói sẽ tham khảo ý kiến luật sư và nếu đúng là vi phạm pháp luật thì tôi sẽ nộp. Trước đó sáng ngày 26 tháng 3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch thành phố Uông Bí, cho biết đã ra quyết định xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng vì hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh văn gọi hồn, vi phạm nếp sống văn hóa. Nhà chức trách tiếp tục làm rõ các hành vi của bà Yến như thông tin trục lợi hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đăng ký có hay không hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều cùng ngày giáo hội phật giáo việt nam họp và kết luận đại đức thích trúc thái minh và chùa ba vàng vi phạm hiến chương giáo hội làm tổn thương thanh danh giáo hội tăng đoàn vì vậy giáo hội quyết định đình chỉ tất cả các chức vụ trong giáo hội của đại đức thích trúc thái minh sư minh phải sám hối đại tăng tuy nhiên sư minh chưa bị cách chức chủ trì chùa Ba Vàng. Sự thật về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng Bà Yến xuất thân là một thợ may chuyên sửa quần áo tại chợ Hạ Long 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long. Người phụ nữ này có chồng và hai con nhưng đã ly hôn từ năm 2017. chân Dung Cô Yến Cô Yến tên thật là Phạm Thị Yến sinh năm 1970 pháp danh tâm chiếu hoàn quán là chủ nhiệm một câu lạc bộ tại chùa ba vàng quảng ninh người phụ nữ này tự nhận là nhà hoạt động phật giáo có pháp danh tâm chiếu hoàn quán dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa ba vàng thành phố ưng bí tỉnh quảng ninh nhưng sức ảnh hưởng của bà yến tới nhà chùa rất lớn bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa Kênh youtube của bà Yến có gần 90.000 lượt theo dõi với hàng trăm video về tâm linh chỉ sau hơn 2 năm thành lập. Ngoài ra trang facebook của người này cũng đạt hơn 100.000 người theo dõi. Chiều ngày 22 tháng 3, người dân tại ngõ 13, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long vẫn chưa thôi xôn xao về thông tin bà Yến và các hoạt động thỉnh vong cũng oan gia trái chủ tổ chức giảng pháp tại chùa Ba bà. Bà Nguyễn Thị Tám sinh năm 1958, tổ phó khu 5 Phường Hồng Hải cho biết Tôi không tiếp xúc nhiều với bà Yến vì người phụ nữ này rời địa phương đã lâu. Theo bà Tám, bà Phạm Thị Yến, 49 tuổi, nguyên quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Sau đó gia đình bố mẹ đẻ của người này chuyển đến ở tại cột 2 Phường Hồng Hải. Năm 1989, bà Yến kết hôn với ông Phan Văn Đàm, ở tổ 13 phường Hồng Hải. Họ có với nhau hai người con trai. Sau một thời gian dài ly thân năm 2017, người phụ nữ này đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Tổ phó khu Nam phường Hồng Hải cho biết, hai con trai của bà Yến, một đang đi học đại học, một đã đi làm, đều học giỏi ngoan ngoãn. Chồng bà Yến là người hiền lành, dễ gần, làm nghề xe ôm tại thành phố Hạ Long trước đây hai vợ chồng hay đi chùa từ khi bà yến đi chùa ba vàng không hiểu lý do gì mà ông đàm không đi nữa ông đàm cũng là người theo phật ăn chay trưởng tôi từng đi chùa ba vàng một lần với hai vợ chồng họ hôm đó do bà yến rủ nên tôi đi sau đó tôi không gặp lại bà yến thêm lần nào nữa trước đây cuộc sống của hai vợ chồng bà yến cũng đầm ấm hạnh phúc không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc sau đó giữa họ xảy ra nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn Bà Tám cho biết thêm Xuất thân là thợ may Chiều ngày 22 tháng 3 Căn nhà ông Phan Văn Đàm Chồng của bà Yến khóa trái cửa Người đàn ông này đang đi làm nghề xe ôm tại thành phố Hà Long Ông Đàm cho biết Chúng tôi không ở với nhau từ hơn chục năm nay Ba năm trước tôi và bà Yến đã hoàn tất thủ tục ly hôn Hiện tôi đang đi làm để nuôi con út Học đại học năm thứ nhất Con trai đầu của chúng tôi sinh năm 1990 Đã lập gia đình ra ở riêng Hàng ngày ông Đàm đi làm từ sáng đến tối Người đàn ông này mới trở về căn nhà ở ngõ 13 Ông Đàm cũng cho biết Bà Yến đã cắt khẩu tại địa phương từ lâu Nhiều người thắc mắc chùa Ba Vàng quảng cáo là hóa giải được cả chuyện vợ chồng cãi nhau nhưng thực tế bà Yến lại không thể hóa giải được cuộc hôn nhân của chính mình Bà Trần Thị Lý 68 tuổi Hàng xóm phía sau nhà bà Yến thông tin Bà Yến trước đây làm thợ may Chuyên nhận sửa chữa quần áo Tại một góc chợ Hạ Long một Trong thời gian này Bà Yến cũng thường đi lễ chùa Sau đó bà này nghỉ việc may quần áo Và lên chùa Ba Vàng ở Hàn Liên quan đến vụ việc trên Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ưng Bí, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ với Việt Nam Net, đã giao cơ quan công an vào cuộc xác minh dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan và một số biểu hiện vi phạm khác diễn ra tại Chùa Ba Vàng. Dự kiến sáng 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Ưng Bí sẽ làm việc với bà Phạm Thị Yến, Phật tử Chùa Ba Vàng và Sư chủ trì Chùa Ba Vàng. Chồng cụ tiết lộ về bà phạm thị yến chùa ba vàng chồng của bà yến tiết lộ thời điểm còn chung sống ông nhiều lần khuyên vợ dừng việc dùng tâm linh mê hoặc người khác thực hư nguyên nhân bà yến lên chùa ba vàng ở dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể từ chùa ba vàng nhưng sức ảnh hưởng của bà yến tới chùa rất lớn bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa trên kênh youtube của câu lạc bộ tu tập do bà Yến làm chủ nhiệm nhiều clip ghi lại các cảnh ma nhập gọi hồn được đăng tải nhờ tận dụng nhiều kênh truyền thông khác nhau người phụ nữ này thu hút hàng nghìn người đến chùa Ba Vàng thỉnh vong giải oan mỗi năm ông Trần Văn Thần tổ trưởng tổ 6 khu 5 phường Hồng Hải thành phố Hạ Long nơi bà Yến từng sinh sống cho biết ngày trước bà Yến là thợ may ở chợ Hạ Long 1. Tuy nhiên bà Yến rời địa phương đã lâu. Cách đây một thời gian bà về địa phương ký giấy xác nhận để làm thủ tục ly hôn chồng. Khi xảy ra sự việc xôn xao về bà Yến, người dân địa phương cũng không bất ngờ. Vì từ năm 2010 đến năm 2011, người phụ nữ này đã bắt đầu có hoạt động đi bắt vòng gọi hồn. Ông Vũ Đức Vân, sinh năm 1957, phường Hồng Hải, hàng xóm đối diện nhà bà Yến thông tin. Vợ chồng bà Yến ra tòa ly hôn hơn 3 năm Từ ngày ly hôn ông đàm chồng cũ của bà Yến Một mình gánh vác nuôi dạy hai con Thời điểm sinh sống ở địa phương Bà Yến có cuộc sống bình thường Làm người thờ may Không có chuyện gì va chạm với xóm giềng. Bà Yến ít giao lưu với mọi người Hầu như sinh hoạt địa phương chỉ có chồng tham gia Từ ngày ly thần Bà Yến bỏ lên chùa bà vàng ở Bà Thoan một hàng xóm khác chia sẻ Hơn 7 năm trước tôi nghe nói bà Yến phát hiện bị ung thư vòm họng Bà Yến cho rằng mình mang nghiệp nặng từ kiếp trước nên bỏ lên chùa Ba Vàng sống để giải nghiệp chữa bệnh Từ năm đó chúng tôi ít gặp bà Yến Bà Tuyết, người dân ngõ Ba Tổ Sáu cho biết Mấy hôm nay người dân ở địa phương xôn xao về vụ việc trên Bà Yến không có hiểm khích với xóm làng Lần cuối cùng tôi gặp bà Yến cách đây mấy năm Khi đó bà Yến về nhà cũ Dọn dẹp nhà cửa Tôi có đi chùa Nhưng chưa bao giờ đến chùa Ba Vàng Nhiều người tin vào các bài giảng của bà Yến Thậm chí khi tôi đau chân Có người còn bảo tôi vào trong chùa Ba Vàng Vì cô Yến có thể chữa được Chồng cũ Tiết lộ sự thật về bà Yến Tôi ngày 22 tháng 3 Ông Phan Văn Đàm sinh năm 1960, ngõ 13, khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hà Long, chồng cũ của bà Yến, vẫn đang chạy xe ôm ngoài đường. Ông Đàm cho biết không muốn nhắc nhiều đến vợ cũ vì cuộc hôn nhân của hai người đã kết thúc. Trước những đồn đoán về nguyên nhân khiến bà Yến bỏ nhà, lên chùa Ba Vàng sống hơn 10 năm trước để chữa bệnh ung thư, ông Đàm khẳng định thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Bà Yến không chỉ nói với hàng xóm mà còn tung tin khắp nơi việc mình bị bệnh nan y. Thời điểm còn chung sống thấy bà Yến tuyên truyền chuyện, chuyện hoàng đường về tâm linh. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng bà ấy không nghe. Cuộc sống vì thế này sinh nhiều vấn đề. Hơn ai hết tôi hiểu vợ cũ là người như thế nào. Từ ngày ly hôn duyên nợ hết tôi tự mình nuôi con nhỏ học đại học. Hai vợ chồng cũng có đứt liên lạc. Con trai lớn đã trưởng thành, ra ở riêng. Sự quan tâm lớn nhất lúc này của tôi là con út, ông Đàm nói. Liên quan đến vụ việc trên, Đại Đức Thích Đạo Hiền, Phó Ban Trị Sự, kiêm tránh thư ký Ban Trị Sự Giáo Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phật tử Phạm Thị Yến thường tổ chức thuyết pháp tại chùa, đưa lên mạng xã hội nhiều điều không đúng chính pháp đạo Phật. Giáo hội cũng đã có nhiều lần có ý kiến với Đại Đức chủ trì Chùa Ba Vàng không chỉ có sự việc báo chí mới phản ánh mà năm 2018 bà Yến đã có những phát ngôn gây mất đoàn kết với tín ngưỡng đạo mẫu dẫn đến đơn thư gửi về ban trị sự. Cái chết tức tuổi của mẹ ruột bà Phạm Thị Yến sau lần lên chùa bà bà. Bà Thúy, chị gái ruột bà Phạm Thị Yến chia sẻ Mẹ tôi chết oan vì tin vào chuyện ma quỷ thỉnh vong của con gái. Những ngày qua thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong cũng oan gia trái chủ, thu số tiền lớn gây xôn xao dư luận. Trong đó bà Phạm Thị Yến là nhân vật thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người. Mặc dù không có chức vị cao, nhưng người phụ nữ này có sức ảnh hưởng rất lớn tại chùa Ba Vàng. Trao đổi với Việt Nam Net, Bà Phạm Thị Thúy sinh năm 1967 trú tại khu 3 phường giếng Đáy, thành phố Hạ Long Chị gái ruột bà Phạm Thị Yến khẳng định Bà Yến không có khả năng hôm mưa gọi gió thỉnh vong Hay chữa bệnh bằng tâm linh Như các trang web rầm rộ đăng tải Bà Thúy kể Mẹ tôi là nạn nhân của trò cúng oan gia trái chủ Ngày con khỏe mạnh Mẹ của bà Thúy là người tin vào Phật Pháp Thường xuyên tu tập ăn chay khi bị tai biến mạch máu não, gia đình hết lòng chạy chữa, đưa cụ xuống bệnh viện y học cổ truyền trung ương điều trị. Nhờ tích cực, tập vật lý trị liệu, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tình hình của cụ tiến triển tốt, tập đi lại nhẹ nhàng. Sau đó không hiểu con gái, tức bà Yến, dùng cách gì khiến cụ mê muội tin vào việc cúng oan gia trái chủ. Cụ quyết định dừng điều trị thuốc, đóng tiền để giải nghiệp, ở chùa Ba Vàng khiến tình hình sức khỏe ngày càng trầm trọng một thời gian sau cô còn phát hiện thêm khối u ác tính trong ruột cả con đưa cụ cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh sau đó chuyển xuống bệnh viện Hà Nội chữa bệnh cô điều trị khoảng 20 ngày bà thú có việc gấp nên nhờ bà Yến thay phiên chăm sóc vài hôm Tuy nhiên bà Yến đang cùng nhóm phật tử đi du lịch xuyên Việt nên gọi thân tín trong đạo cho của mình xuống chăm sóc mẹ lúc này tình trạng mẹ tôi khá yếu huyết áp và tiểu đường liên tục tăng cao thường xuyên phải có người túc trực trông nom sử dụng thuốc để điều chỉnh huyết áp lượng đường trong máu một hôm đám người thân tín bí mật đưa mẹ trốn viện ở hà nội về chùa ba vàng bởi lý do hưởng phúc thọ nhân dịp bát quan trai giới một phương pháp tu hành của các phật tử tại gia áp dụng trong một ngày một đêm 24 giờ chẳng ngờ đêm đó bà nằm một mình ở chùa ba vàng huyết áp đột ngột lên cao nhưng không ai bên cạnh cho uống thuốc khi đưa về đến nhà bà đã rơi vào trạng thái nguy kịch cô mai thân tín của bà yến kêu cụ khó qua khỏi có lẽ chỉ chờ chết sau câu nói đó tình trạng mẹ tôi xấu hơn huyết áp của bà tăng vọt lên cấm khẩu rồi qua đời bà tuy nhớ lại Chứng kiến em gái ngày càng lún sâu vào chuyện mê tín đau lòng hơn Chính sự cuồng tín đó là một phần gây nên cái chỉ của mẹ Nên bà Thúy nhiều lần khuyên nhủ em gái Nhưng bà Yến bỏ ngoài tai Tôi nói với em gái Nếu thỉnh quan gia trái chỗ linh nghiệm Vậy tại sao mẹ làm lễ rồi Vẫn mắc bệnh huyết áp Mắt bị mờ Mổ mãi không khỏi Chưa kể còn bị ung thư Bà Thúy nói tiếp Kể từ ngày đó bà Yến gần như cắt đứt liên lạc với người thân. Vẫn lời bà Thúy, thuở nhỏ bà Yến học giỏi, là người con hiếu thảo, kính trên nhường dưới, sống tình cảm với anh chị em ruột. Ngày mới kết hôn, bà Yến có cuộc sống yên ấm bên người chồng hiền lành, đức độ, luôn yêu chiều vợ con. Từ ngày bước vào sự nghiệp giải quan gia trái chủ, bà Yến hoàn toàn thay đổi tâm tính lạnh nhạt với người thân. Người phụ nữ này cho biết, thời gian đầu bà cũng lên chùa ba vàng làm công quả hỗ trợ nhà chùa vì cảm thấy rất thư thái nhưng sau bà không đặt chân lên đó lần nào nữa tôi bị đau bụng sức khỏe giảm sút nhóm đệ tử của yến ngọt nhạt khuyên tôi thỉnh vong tiêu trừ nghiệp chướng vòng phán số tiền tôi nợ tiền kiếp là 11 triệu năm trăm nghìn đồng tôi nói không có tiền vòng sẵn sàng hạ giá đưa ra con số 700.000 đồng và cuối cùng là 500.000 đồng Tôi cảnh giác cho rằng hành vi đòi tiền của Vong có nhiều khuất tất nên từ chối nộp. Bà Thúy chậm rãi kể. Bà Thúy cũng cho biết ở Hồng Gai có nhiều người vì tin vào phép thỉnh vong của bà Yến. Một phụ nữ làm nghề kinh doanh gỗ ở Hà Nội bị cảm chạy vào trong dẫn đến hỏng thị lực. Chị lên ba và nghe giảng pháp bị dọa là nợ tiền kiếp nhiều. Nếu cúng số tiền 150 triệu đồng Sẽ tan nghiệp chứng khỏi bệnh Chị chuẩn bị mang tiền lên chùa Thì vô tình gặp tôi Tôi biết chuyện giải thích rõ ràng với chị Nghe tôi phân tích người này từ bỏ luôn ý định mang tiền giải nghiệp Sau này gặp lại chị kể được bác sĩ tích cực sử dụng phác đồ phù hợp nên mắt chị bắt đầu nhìn được mờ mờ Bà Thúy chia sẻ thêm Trước việc báo chí phản ảnh chùa Ba Vàng trục lợi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhờ hoạt động mê tín dị đoan. Chiều ngày 23 tháng 5, trung tướng Lương Tam Quang, tránh văn phòng bộ Ngàn cho biết, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban tôn giáo chính phủ đã lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra về vấn đề này. Đối với lực lượng công an theo ông Lương Tam Quang, quá trình kiểm tra đánh giá nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định. Tất cả các thông tin báo chí phản ánh sẽ được kiểm tra đánh giá xử lý theo quy định. Tránh văn phòng Bộ Ngàn khẳng định. Gọi vòng ở bà Vàng. Bà Phạm Thị Yến là ai? Năm 2009, bà Phạm Thị Yến đã thành lập đạo tràng từ tâm, ban đầu chỉ có 5 thành viên. Từ đó đạo tràng này không ngừng phát triển trong quá trình tu tập và làm Phật sự ở các quốc tỉnh thành trên cả nước. Đến năm 2016, bà Yến thành lập câu lạc bộ Cúc Vàng tập tù lục hòa với gần 10 đạo tràng, với khoảng hơn 700 thành viên tham gia. Đầu năm 2019, câu lạc bộ Cúc Vàng tập tù lục hòa đã có gần 40 đạo tràng và câu lạc bộ. Ngoài ra, bà Phạm Thị Yến còn thành lập một số câu lạc bộ và các nhóm sinh hoạt cho nhiều người. Để giao giảng những câu chuyện hoang đường về nguồn gốc, của mọi loại tài hoa trong cuộc sống Bà Yến đã tận dụng các kênh truyền thông như Youtube, Facebook Và cả một website mang tiền mình Theo bà Yến hiện tượng bị ma nhập trong cuộc sống rất nhiều Còn được gọi là hiện tượng bị thi nhân làm hại Việc này gây đến rất nhiều tổn thất và đau khổ cho chính bản thân họ và gia đình Nếu không tìm ra cách giải trừ phù hợp Để giải quyết hiện tượng này Cần phải dùng tiền và làm công quả thì sẽ chữa khỏi được các bệnh tật Bị phi nhân làm hại Trên các kênh truyền bác của mình Bà Yến thường xuyên xuất hiện trên các pháp giảng Để nói về những điều hoang tưởng Gây hoang mang dư luận Trong những bài phát biểu của mình Bà Yến thường vận dụng những kiến thức Các khái niệm để phê phán Và chỉ trích mọi thứ trên đời Tất cả mọi sự việc hiện tượng trên đời Đều do tiền kiếp Và các vòng linh bảo quan gây ra có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trao đổi với phóng viên báo lao động, luật sư Nguyễn Danh Huế, văn phòng luật sư Hưng Đông, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho biết cảm thấy bàng hoàng sau khi xem xong phóng sự. Tôi cho rằng dấu hiệu của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay hành nghề mê tín dị đoan đã rất rõ ràng. Với hành vi này, nếu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt lên đến 20 năm hoặc tù trung thân. Nếu truy tố tội hành nghề mê tín dị đoan Cũng lên đến 10 năm Luật sư Huế khẳng định Bà Phạm Thị Yến là ai? Phát ngôn sốc khi giao giảng Phật Pháp thế nào? Năm 2016 Bà Phạm Thị Yến thành lập câu lạc bộ Cúc Vàng Tập tu lục hòa Đầu năm 2019 câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa Đã có gần 40 đạo tràng và câu lạc bộ Ngoài ra bà Yến còn thành lập một số câu lạc bộ và các nhóm sinh hoạt Phật tử như câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử. Phật tử Phạm Thị Yến chia sẻ đời sống Phật tử cùng cô Phạm Thị Yến. Phạm Thị Yến câu chuyện nhân quả qua pháp thỉnh oan gia trái chủ. Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến. Trong thời gian qua, bà Phạm Thị Yến xuất hiện trên các clip thuyết pháp với nhiều nội dung gây bức xúc và giao giảng vòng báo oán ở chùa Ba Vàng được đăng tải trên các trang mạng YouTube Facebook. Đáng chú ý dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa Ba Vàng, nhưng sức ảnh hưởng của bà tới nhà chùa rất lớn. Bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa. Những clip được đăng tải thường nói về các vấn đề tâm linh hoang đường, mang đậm tính chất mê tín như búp bê ma cùm ma thong, ác quỷ hay duyệt số bà phạm thị yến thường xuyên giảng giải trong các clip mọi điều xấu với con người đều do duyên nghiệp kiếp trước hay do ác quỷ vong linh tạo thay đặc biệt trong những lần giao giảng trước nhiều người tại chùa ba vàng bà yến thường có những phát ngôn sốc và có những câu chuyện hoang đường về nguồn gốc của mọi loại tai họa trong cuộc sống đặc biệt trong một đoạn video mang tên bí ẩn đằng sau vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Đăng tải trên trang Youtube Dư luận bức xúc khi bà Yến đã có những phát ngôn Bị đánh giá xúc phạm vòng đình người đa quất Là nữ sinh Mỹ Đề Nạn nhân trong vụ án xảy ra Trong tiết kỷ hợi tại Điện biên. Trong video này Bà Yến đã nói rằng Nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi xếp hàng Tức giao gà Khiến bị hiếp như vậy Mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy Trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh hai cách này cộng với nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể hãm hiếp giết chết bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man tội thứ hai là về mặt thân thể trinh tiết người khác bạn ấy xâm phạm cho nên bạn ấy mới bị quả báo như vậy Bên cạnh đó trong những đoạn clip khác bà Yến còn có những phát ngôn nhắc đến các anh hùng liệt sĩ với câu chuyện tiền kiếp, với sự hoàng đường. Phát ngôn của bà Yến đã khiến dư luận rất bất bình và bức xúc. Trong buổi thông tin báo chí sáng ngày 26 tháng 3, bà Lê Ngọc Hân, giám đốc sở thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh. Các phát ngôn của bà Yến, sở thông tin đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để thẩm định các phát ngôn đó có vi phạm hay không. Nếu có vi phạm thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Sự phạt hành chính 5 triệu đồng bà Phạm Thị Yến Tại cuộc họp báo về sự việc thỉnh vong cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ưng Bí tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính quyền đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến. Về hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong gọi hồn để hành nghề mê tín dị đoan. Đây là mức phạt kịch khung áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần. Bà Yến chính là nhân vật trong phóng sự báo lao động là người thực hiện hoạt động thỉnh vong của oan gia trái chủ tại chùa Ba Vả. Quyết định xử phạt căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 158 trên 2013 NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ưng bí Nguyễn Mạnh Hà, Công an thành phố cũng đã có thông báo không chấp nhận cho công dân Phạm Thị Yến tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Bà Vả. Bà Phạm Thị Yến Kiện Thượng Tọa Thích Nhật Tử Bà Phạm Thị Yến cho rằng Thượng Tọa Thích Nhật Tử đang thông tin sai lên mạng gây ảnh hưởng uy tín và danh dự của mình nên khởi kiện. Ngày 26 tháng 12, vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự nhân phẩm uy tín giữa nguyên đơn Phạm Thị Yến và bị đơn Trần Ngọc Thảo, 53 tuổi, pháp danh Thích Nhật Từ, ngụ chùa Giác Ngô quận 10, được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí xét xử phúc thẩm. Theo bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận 10, cuối tháng 3 năm 2020, kênh YouTube đạo Phật ngày nay và Thích Nhật Từ Official đăng tải thông tin bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng, tội truyền bá mê tín thông qua tà pháp, thỉnh quan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấm bà Phạm Thị Yến không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 26 tháng 3 năm 2019 và cấm không được thuyết giảng truyền bá mê tín. Bà Yến cho rằng, những phát ngôn của thượng tọa thích nhật từ không đúng sự thật mang tính ám chỉ phê phán xúc phạm và gây tổn hại đến hình ảnh uy tín danh dự nhân phẩm của mình do đó bà khởi kiện yêu cầu ông trần ngọc thảo phải gỡ bỏ các đoạn video có liên quan tới bà xin lỗi công khai và bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng trong các bản khai gửi tòa ông thảo cho rằng việc bà yến không được tạm trú và truyền bá mê tín dị đoan là có thật nhưng chỉ trong phạm vi chùa ba vàng Ông phát biểu nhầm là trên toàn tịch Quảng Ninh Tuy nhiên việc bà Yến quy chụp ông có chủ ý bôi nhọ xúc phạm danh dự là không có căn cứ Theo ông Thảo Thời điểm đó bà Yến bị báo chí đưa tin về việc truyền bá mê tín dị đoan Nên hàng triệu người lên án chứ không phải do thông tin của mình đăng trên Youtube Ông đã chỉnh sửa video và cắt những phần nói không đúng khỏi video phát triển mạng Tòa sơ thẩm đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Quyên đơn do bà yến yêu cầu ông thảo phải xin lỗi về việc đăng thông tin không đúng là theo ý kiến chủ quan của bà yến không cung cấp được căn cứ yêu cầu bồi thường về thiệt hại không chấp nhận phán quyết này bà yến kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy án để xét xử lại tại tòa đại diện theo ủy quyền của bà yến giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và khẳng định đến thời điểm này bà không hề bị xử phạt như ông thảo nói cụ thể sau khi bị Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung, thành phố Ưng Bí, Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, bà Yến đã khởi kiện và quyết định hành chính này đã bị thu hồi. Đại diện Nguyên Đơn cũng cho rằng tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Do đó phía bà Yến đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bố toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại do đó phía bà Yến đề nghị tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại. Trong khi đó, đại diện các bị đơn khẳng định việc ông Thảo phát ngôn trên mạng xã hội là căn cứ và thông tin được đăng tải trên các báo, đài truyền hình và đây là những thông tin công khai. Đến nay chưa có cơ quan báo chí nào đính chính về việc bà Yến được rút quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình phát ngôn ông Thảo có nhầm lẫn về việc bà Yến bị cấm lưu trú tại chùa Ba Vàng, thành tỉnh Quảng Ninh, nhưng không nhằm mục đích xúc phạm bà này. Sau khoảng 4 giờ xét xử, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần thu thập thêm chứng cứ để làm rõ thông tin, quyết định xử phạt hành chính đã bị thu hồi, phía bà Yến đưa ra nên tạm dừng làm việc. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Bác đơn kiện của bà Phạm Thị Yến liên quan đến việc giải oan gia trái chủ tại chùa bà vàng, hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hưng Bí tỉnh Quảng Ninh nhận định các quyết định của ủy ban nhân dân phường Quang Trung xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến hoàn toàn đúng quy định pháp luật nên bác toàn bộ nội dung khởi kiện của bà này. Ngày 5 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hưng Bí tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử vụ bà Phạm Thị Yến kiện ủy ban nhân dân phường Quang Trung thành phố Hưng Bí. Yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà liên quan đến việc giải quan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng. Trước đó, sự việc giải oan gia trái chủ gây bức xúc trong dư luận được phát hiện tại chùa Ba Vàng. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, ông Nguyễn Phúc Quảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến do có hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo tín ngưỡng để thỉnh vong gọi hồn vi phạm nếp sống văn hóa. Chính quyền địa phương xác định bà Yến đã vi phạm nhiều lần cần áp dụng tính tiết tăng nặng nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Yến số tiền 5 triệu đồng. Sau khi bị xử phạt, bà Yến khởi kiện ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí vì cho rằng quyết định xử phạt này đã vi phạm quy định pháp luật về nội dung sử dụng sai mẫu và chủ tịch ủy ban nhân dân phường Quang Trung xử phạt cá nhân bà Yến nhưng không lập biên bản vi bi phạm hành chính. Tại phiên tòa, sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, hội đồng xét xử cùng chung nhận định việc ngày 26 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung lập biên bản vi bi phạm hành chính tại Chùa Ba Vàng, xác định bà Phạm Thị Yến nhiều lần có hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong gọi hồn, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa, vi phạm điểm A khoản 2 điểm 15, Nghị định 158 của chính phủ Do bà Yến không hợp tác trong quá trình lập biên bản Nên dù bà Yến không ký Nhưng trong biên bản Đã thể hiện chữ ký của người đại diện chính quyền cơ sở Tại nơi xảy ra vi phạm Cũng như có chữ ký của hai người trực kiến Hội đồng xét xử cho rằng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ngày 26 tháng 3 năm 2019 Của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung Là đúng trình tự thủ tục Sau khi bà Yến khởi kiện Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã sửa đổi, bổ sung bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43 ngày 16 tháng 7 năm 2020 là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định việc bà Phạm Thị Yến khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định sửa đổi bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung là không có căn cứ để chấp nhận. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà yến bà phạm thị yến lộng ngôn về tín ngưỡng thờ mẫu trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại buổi làm việc giữa những người nhận là thanh đồng với ban trị sự chùa bà vàng và bà phạm thị yến để làm rõ nội dung bà này tại buổi pháp trạch lớn tiếng yêu cầu chấm dứt hầu thánh đoạn video dài hơn một giờ đồng hồ xuất hiện được chia sẻ trong những ngày gần đây ghi lại cảnh các thanh đồng theo tín ngưỡng thờ mẫu bày tỏ những bức xúc với đại đức thích trúc thái minh trụ trì chùa ba vàng liên quan đến việc phật tử phan thị yến có những phát biểu lộng ngôn về tín ngưỡng tam phủ thờ mẫu lộng ngôn để chia rẽ tín ngưỡng tôn giáo trong video một thanh đồng tiên hải bày tỏ bức xúc cho rằng việc bà yến nói thưa tất cả đại chúng những vị thần vị thánh uống rượu hút thuốc thì có đáng để cho chúng ta làm nơi nương tựa không và cho rằng đấy là tà đạo tôi hỏi cô yến hầu hết các chùa triển ở việt nam này cũng đều có gian thờ mẫu thì tất cả đang sai hết phải không như ở tỉnh hải dương hàng trăm họ vẫn tổ chức lễ dỗ đức thánh trần vậy như thế đức thánh trần cũng là tà đạo Tôi hỏi luôn cô phát biểu trước đại chúng như thế là lộng ngôn là mang tính chất chia rẽ tín ngưỡng. Thành đồng tên hai bức xúc. Một thành đồng khác nói thêm. Cô Yến lên đây thì cô Yến phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Khi đứng thuyết giảng với Phật tử tại nhà chùa đã động chạm đến danh dự của tín ngưỡng, một tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, thì cô nghĩ gì? Nhà chùa đây hoạt động tín ngưỡng thế nào? Đã đúng chưa? trước hàng loạt câu hỏi của thanh đồng bà phạm thị yến chắp tay xin sám hối vì đã có những dòng tin không rõ ràng theo bà yến là người đệ tử phật thì một giọt rượu không được nhập môi có ý người rượu cũng không được phép em trả lời ở đây là trên góc độ của phật giáo bà yến nói thêm không đồng tình với cách trả lời này các thanh đồng tiếp tục bức xúc về việc cớ sao lại động chạm ông bảy ông mười trong cái nhà phật có câu đó không nếu có thì ở kinh nào tạng nào tôi hỏi chị trong kinh nhà phật có nội dung nào nói ông bảy ông mười thần thánh rượu trẻ toàn ma quỷ rồi chị quyền hành gì mà nói chấm dứt hầu đồng chị trả lời cho chúng tôi câu này một thanh đồng đặt vấn đề bà yến thừa nhận trước kia có lên tiêu đề như vậy nhưng sau khi nhận được phản ứng được các thanh đồng gọi điện đến giải thích thì đã tiếp thu và làm video về sau để xin lỗi cũng như nói rõ hơn là chỉ chấm dứt hầu đồng đối với những đệ tử Phật. Người vô thần vô thánh tệ hơn người theo tín ngưỡng. Các thanh đồng khác cũng lên tiếng cho biết chính Đại Đức Thích Trúc Thái Minh vừa nói Đạo Phật là ở Ấn Độ đến Việt Nam còn tín ngưỡng thờ mẫu tại Việt Nam có trước. Vậy cớ gì cô lộng ngôn đòi chấm dứt hầu đồng? Không có ông Phật nào từ Ấn Độ về Việt Nam Đã đi cấm người Việt Nam học đồng. Đỡ lời bà Yến Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết Nội dung kinh là Do giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành với chùa Ba Vàng chỉ ấn tấu lại Kinh này do Hòa Thượng Thích Trung Quán Dịch Trong bài kinh Thiện Ác Nhân Quả Có nói về người già danh đồng bóng Thì sẽ bị quả báo Chủ trì chùa Ba Vàng cho hay Đến đây các thanh đồng lại bức xúc cho rằng như vậy rõ ràng bà Yến cố tình vơ đũa cả nắm và chùa Ba Vàng là của Bách Dân chứ không phải là vườn nhà cô ấy để đang đàn ăn nói lộng ngôn. Cuối buổi đối thoại các thanh đồng đề nghị chủ trì chùa Ba Vàng cần có biện pháp để các vị khác trong đạo tràng giảng đạo đừng đụng chạm đến tín ngưỡng khác. Bên cạnh đó bà Yến phải có lời xin lỗi bằng văn bản. Đại Đức Thích Trục Thái mình cho rằng đây là nguyên nhân để thầy và anh chị em chủ các đồng đèn thanh đồng theo tín ngưỡng thờ tam phủ chúng ta gặp nhau gia đình nhà thầy cũng có những người đi theo tứ phủ đạo phật và đạo mẫu không có gì mâu thuẫn các thầy ở đây không ai phản đối tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc việt nam chúng ta làm sao để chính đáng trong sáng trụ trì chú ba vàng nói theo đại đức thích trúc thái minh đạo mẫu hay những tín đồ tín ngưỡng khác vẫn còn quý hơn những người vô thần vô thánh. Những người vô thần vô thánh chẳng ra ai cả. Cái đấy là tệ, tín ngưỡng thờ mẫu hay một vị thần nào đấy, họ vẫn còn biết sợ thần sợ nhân quả. Cái đấy rất là tốt. Thầy rất là đáng khen những người theo tín ngưỡng, dù họ theo tín ngưỡng nào, thì như thế cũng là tốt đã. Chủ chỉ chùa bà vàng cho hay cũng liên quan đến việc tại chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh bị phản ánh về việc tổ chức hoạt động pháp thỉnh oan gia trái chủ. Giải nghiệp của tu tiền Phật tử cúng dường từ lời phán của vong hồn. Tối ngày 25 tháng 3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, cho biết vào trưa ngày 26 tháng 3, thành phố sẽ có buổi họp chính thức để thông tin về sự việc này. Bộ chùa Ba Vàng có thể cấu thành tội lừa đảo đối với bà Phạm Thị Yến. Trao đổi với phóng viên Báo Lao động, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng hành vi của bà Phạm Thị Yến trong việc truyền bá chuyện vòng báo oán ở chùa Bà Vàng có thể cấu thành tội lừa đảo xúc phạm vòng linh người chết. Thậm chí có thể xem xét yếu tố phản động. Sau khi Báo Lao động có loạt bài phản ánh hiện tượng truyền bá việc thỉnh oan gia trái chủ vòng báo oán được thực hiện công khai tại chùa Bà Vàng, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng bà Phan Thị Yến không phải là nhà sư mà lại hành động như vậy là trái đạo, chưa kể việc đưa ra cái gọi là gọi vong để moi tiền của người dân. Ông những đặc biệt lên án việc đưa cả những người đã quất ra để nói về kiếp trước của họ. Đây là một sự gán ghép ra tội lỗi, vô đạo, hoàn toàn trái với những điều dân của nhà Phật. Theo vị đại biểu quốc hội này, đối với trường hợp bà Phạm Thị Yến, xã hội cần phải lên án xử lý ở đây có thể cấu thành tội lừa đảo Vì đã tạo ra lòng tin không có thật Để thu tiền Đó chính là lừa đảo tâm linh Đã vậy còn cưỡng đoạt tài sản bằng cách này cách khác Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lưu ý rằng Cần xem xét bà Yến có đồng phạm hay không Nếu nhà chùa dung túng Cũng bị lên đời trách nhiệm Còn nếu nhà chùa chỉ đạo làm Thì lại đóng vai tổ chức Phải xem xét xử lý theo pháp luật Ngoài ra ông Nhưỡng cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm Của các cơ quan chức năng địa phương để xảy ra vụ việc này về vấn đề này đại biểu quốc hội nguyễn văn pha phó chủ tịch ủy ban tư pháp của quốc hội nhấn mạnh những gì thuộc về tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân được pháp luật bảo hộ việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi bị pháp luật cấm và sẽ bị xử lý trong vụ việc này trách nhiệm đầu tiên là trung ương giáo hội phật giáo việt nam và chính quyền địa phương cần phải vào cuộc xác minh và sớm có câu trả lời chính thức tới dư luận không chỉ gây bão với phát ngôn về gọi bong báo oán bà Phạm Yến, bà Phạm Thị Yến còn gây phẫn nộ khi đưa nữ sinh giao gà trong vụ thảm án tại Điện Biên ra làm nhục. Chưa dừng lại ở đó, bà Yến còn cho biết các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ đánh giặc là bởi bị quả báo tiền kiếp mắc tội sát sinh nên nghiệp phải trả là sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc. Một đại biểu quốc hội khóa 14 cho rằng nếu như báo chí phản ánh có việc bà Phạm Thị Yến đưa nữ sinh Điện Biên ra để giảng giải về vong bạo án thì đó là một sự xúc phạm vong linh người đã chết. Đây là điều bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu có đủ bằng chứng, gia đình nữ sinh có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật. Một lãnh đạo cơ quan trung ương trong lĩnh vực pháp luật tư pháp cho biết việc bà Phạm Thị Yến thông tin không đúng về báo oán các anh hùng liệt sĩ có thể xem xét yếu tố phản động. Chủ trì Chùa Ba Vàng nói gì về việc bà Phạm Thị Yến tái xuất đăng đàn thuyết giảng? Làm việc với các đoàn liên ngành Quảng Ninh, Chủ trì Chùa Ba Vàng, đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nói về việc bà Phạm Thị Yến tiếp tục xuất hiện thuyết giảng cho các đệ tử và quay clip đưa lên mạng xã hội. Các cơ quan liên quan ở tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục vào cuộc để xử lý việc Bà Phạm Thị Yến, người từng được đặc quyền thuyết giảng về nhân quả, hiện tượng vong nhập báo oán thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, thành phố ứng Bí, Quảng Ninh, lại xuất hiện thuyết giảng cho các Phật tử và quay clip đưa lên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Yến đã bất ngờ xuất hiện và có buổi thuyết giảng trong buổi ra mắt các đạo tràng mới của câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập lục hòa vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Tiếp đó vào tối ngày mùng 7 tháng 5 mới đây, trên fanpage có địa chỉ câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập lục hòa, bà Phạm Thị Yến lại đăng đàn thuyết giảng với chủ đề trạch pháp thường kỳ. Buổi thuyết giảng này được phát trực tiếp trên fanpage của câu lạc bộ Cúc Vàng. Trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, bà Yến đã thuyết giảng cho rất nhiều Phật tử về tiêu sự của mình. Đồng thời bà này cũng chia sẻ rất nhiều các nội dung khác nhau, trong đó có việc bà từng tu trong thất tại chùa Ba Vàng như thế nào. Ngay sau đó các clip này được cộng đồng mạng quan tâm chia sẻ. Nhiều người tỏ ra bất bình trước động thái này và cho rằng bà Phạm Thị Yến đang cố tình thách thức dư luận vì việc bà Yến trục vong tại Chùa Ba Vàng trước đó chưa kịp lắng xuống. Ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ cho biết trước thông tin về việc bà Phạm Thị Yến lại tiếp tục đăng đàn thuyết giảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ đã cử đoàn lên ngành làm việc với chùa Ba vàng và sư trụ trì thích trúc thái minh tại buổi làm việc đoàn liên ngành không phát hiện bà phạm thị yến có mặt tại chùa ba vàng sư trụ trì thích trúc thái minh cũng khẳng định buổi thiết giảng online của cô yến không phải thực hiện từ chùa ba vàng chúng tôi đã làm biên bản trong đó yêu cầu sư trụ trì thích trúc thái minh cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu để bà yến thuyết giảng trái phép tại chùa Ba vàng một lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồng bí khẳng định trao đổi với báo chí. Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết đang nắm được sự việc và đang phối hợp với các ban ngành liên quan cùng tìm hiểu xác minh. Sở đang có các văn bản gửi cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử để có hướng xử lý. Đại Đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo Phật Giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết tại Chùa Ba Vàng Thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn đang là trụ trì chùa. Trước đó Trung ương Giáo Phật Giáo Việt Nam đã có thông báo Hình thức xử lý kỷ luật thầy Minh, riêng về bà Yến đây là một công dân bình thường không liên quan đến chức sắc tôn giáo, bà Yến chịu sự quản lý của chính quyền. Trước đó, liên quan đến hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ tịch chùa Ba vàng, gây xôn xao dư luận. Theo ủy ban nhân dân thành phố Uông bí ngày 22 và 23 tháng 3, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Ban Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị làm rõ thông tin nội dung báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động của chùa Ba Vàng, nhắc nhở chấn chỉ trụ trì chùa Ba Vàng, sư thầy thích trục thầy Minh tuân thủ pháp luật nhà nước và tiếng ứng tôn giáo và thực hiện hiến trường nội quy của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trưởng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau đó kết luận Đại Đức Thích Trục Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến trường Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thành danh giáo hội, đến tăng đoàn. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Đồng thời Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải giáo mỗi đại tăng, giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm thầy giáo giới cho Đại Đức Thích Trúc Thái Minh theo luật. Đối với công dân Phạm Thị Yến, chính quyền cấp phường và thành phố Uông Bí đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm 15 Nghị định 158 trên 2013 NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo thì vi phạm quy định về nếp sống văn hóa với mức phạt 5 triệu đồng. Ngoài ra công an thành phố Uông Bí đã có thông báo yêu cầu bà Yến không được hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Bà và Tuy nhiên, sau đó khi lực lượng chức năng tống quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Yến về vi phạm đếp sống văn minh, nhưng bà Yến không có nhà. Từ vụ việc chùa Ba Vàng, khi tin ngưỡng bị trục lợi, cụm từ chùa Ba Vàng đã trở thành trong những từ khóa tìm kiếm cao nhất trên thành công của Google trong những ngày vừa qua. Công chúng có thể tìm kiếm được gần 39 triệu kết quả liên quan đến vụ việc ở chùa Bà Vàng. Đi ra đường trên mạng Facebook, những từ chế liên quan đến kiếp trước cung vong cũng được thể hiện một cách khôi hài và mỉa mai. Tất cả đều xuất phát từ hành động ngang nhiên truyền bá về thỉnh vong cúng oan gia trái chủ của Đại Đức Thích Trúc Thái Bình, sư trụ trì chùa Bà Vàng, dũng động chùa Bà Vàng. Trước đó Báo Lao Động có phản ánh nêu nên câu chuyện. Chuyện bá Chuyện vòng báo oán Chùa Ba Vàng mỗi năm thu hàng trăm tỷ Cho biết cứ đến ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng Không chỉ diễn ra khóa tu Bát quan trải giới Còn là ngày nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp Cho những người có nhu cầu Đã thành lịch cố định Cứ mỗi tháng ba đợt mỗi đợt hai ngày Thì chùa Ba Vàng Sẽ diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp Thu hút hàng trăm ngàn người tham gia trên một đợt Mọi bệnh tật và xui xẻn trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải trả nợ cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức và nhà chùa. Đáng nói hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng, một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc. Tối ngày 21 tháng 3, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng ban trị sự của chùa đã tổ chức buổi pháp thoại với khoảng 1.000 Phật tử tham dự để thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí về hoạt động của nhà chùa. Buổi pháp thoại được truyền hình trực tiếp trên trang web, trên trang youtube và mạng xã hội facebook của chùa. Tại buổi pháp thoại, Đại Đức Thích Trúc Thánh Minh cho rằng nguyên nhân đã đưa đến việc báo lao động có bài phản ánh về một số hoạt động của nhà chùa. Ngoài việc động viên các Phật tử giữ sự tinh tấn kiên nhẫn, trụ trì chùa bà vàng trích dẫn nhiều nội dung trong giáo lý nhà Phật để nói về vấn đề tâm linh oan gia trai chủ. Tiếp đó là chia sẻ của những người trực tiếp trải qua quá trình tu tập bị oan gia trái chủ và được các sư thầy trong chùa chỉ dẫn giúp thoát khỏi bệnh tật đau ốm. Không chỉ tuyên truyền vong báo oán cho các bài pháp giảng trên trang web chính thức của chùa Ba Vàng, chùa ba Vàng com vn còn dành riêng một chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ. Chuyên mục này đăng tải hàng trăm bài viết được cho là các phật tử cảm nhận, chia sẻ và hết lời khen ngợi về pháp độ của nhà chùa trong hàng loạt các video được đăng tải trên mạng xã hội và tất cả các kênh thông tin của chùa Ba Vàng người liên tục giao giảng về việc vong báo oán là bà Phạm Thị Yến chính người phụ nữ trực tiếp ra giá trong mỗi lần ngoại vong trong nhiều lần thuyết giảng về vong báo oán đều có mặt đại Đức Thích trúc thái minh sư trụ trì chứng kiến làm giàu từ tâm linh theo lời đại Đức thích trúc thái minh trong buổi pháp thoại tối ngày 21 tháng 3 Hiện nay chùa Ba Vàng có tới hơn 1.500 Phật tử tin vào tam bảo ở chùa Ba Vàng, làm công quả thực hiện các buổi thỉnh vong cúng oan gia trai chủ. Cho dù Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho rằng ông làm việc công chúng vì đất nước không trục lợi, nhưng số tiền thu được có thể lên tới hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Và nhà chùa sử dụng tiền vào mục đích gì cũng không được công khai làm rõ. Sáng ngày 21 tháng 3, báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Bí Ninh Phạm Tuấn Đạt cho biết chiều ngày 20 tháng 3 thành phố đã tổ chức đoàn công tác làm việc với chùa Ba Vàng tại đây trụ trì chùa Ba Vàng đã công nhận và khẳng định việc tổ chức cúng oan gia trái chủ có dựa theo giáo lý của nhà Phật việc cúng tiền khi lễ cúng oan gia trái chủ không phải là do nhà chùa yêu cầu mà do Phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của vong trong khi đó Thượng Tòa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Tổng Thư ký Giáo Phật Giáo Việt Nam cho rằng Phật dạy chuyển nghiệp bằng tu nhân tích đức, làm việc thiện lành, tạo thiện căn duyên tốt để chuyển hóa được nghiệp, không hề có chuyện thỉnh vong hay giải oan nghiệp gì cả. Đức Phật không hề dạy chuyện như việc chùa Ba Vàng đang thực hiện. Biết phải làm ngược. Tình trạng thỉnh vong thu tiền đã manh nha diễn ra tại chùa từ năm 2015 đến nay. Cụ thể trước đó vào ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 125 trên CV BTF cảnh báo chùa Ba Vàng đang giáp dụng thành quy tu học chùa Ba Vàng. Trong thanh quy chùa Ba Vàng có nhiều điểm không phù với truyền thống tu học của giáo Phật giáo Việt Nam. Cụ thể như mỗi ngày ăn một bữa nửa tháng tắm một lần, mặc y pháp thường xuyên 24 trên 24 giờ trong ngày. Các vị sư tăng đều vào rừng tu học ngủ nghỉ trong 49 ngày đêm kể cả mưa nắng nằm ngủ dưới đất tịch thu y pháp của các vị tỷ khiêu ni tức tu nữ mặc dù y pháp đã được hội đồng truyền giới của giáo hội truyền thụ hợp pháp đặc biệt dư luận quần chúng nhân dân phản ánh các vị sư tại chùa ba vàng lợi dụng phật tử tên yến cư trú tại hạ long thường xuyên khuyên hóa nhân dân về chùa ba vàng cũng bắt ma cũng oan gia trái chủ và thu tiền với số lượng lớn những dịp chùa ba vàng giảng phật pháp sau khi đại đức thích trúc thái minh giảng pháp thì đều có mời cô yến lên giảng giáo hóa cho tăng ni phật tử nghe vì những lý do trên thời gian qua có khoảng bốn vị tăng ni chùa ba vàng không chấp nhận quy định mới này và xin xuất chúng bỏ đi tình hình trên đã dẫn đến nội bộ tăng ni chùa ba vàng rối loạn phật tử và quần chúng nhân dân bức xúc có nhiều phản ứng không tốt ảnh hưởng chung đến phật giáo quảng ninh trả lời phóng viên sáng ngày 2 tháng 3 đại đức thích đạo hiển Phó trưởng ban trị sự Tránh thư ký giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh xác định Thời điểm năm 2015 Ông đã ký công văn này và gửi đi Ngoài việc báo cáo còn là để tìm biện pháp điều chỉnh Phù hợp với truyền thống Phật giáo Tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo nói chung Và Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nói riêng Tuy nhiên sau đó không ai có trao đổi gì Và sự việc không được giải quyết Mới dẫn đến câu chuyện mà báo chí phản ánh ở Chùa Ba và ngày hôm nay Dư luận đang đặt ra câu hỏi tình trạng vi phạm ở các cơ sở tôn giáo đang càng ngày càng an nhiên xảy ra, nhưng cơ quan nhà nước thiếu các động thái quyết liệt để giải quyết vấn đề này. Một chuyên gia cho rằng để xử phạt được các cơ sở tôn giáo phải nhờ rất nhiều vào các quy định, có thể áp dụng theo quy định xử phạt an ninh trật tự nếu có tình trạng gây rối có thể xử lý theo quy định của văn hóa về việc truyền bá các tư tưởng độc hại mê tín dị đoan. Nhưng cụ thể là chế tài xử phạt hành chính theo người định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo vẫn đang trong quá trình dự thảo chính vì vậy những hiện tượng mang tính chất kinh doanh tín ngưỡng như ở chùa ba vàng hay nghi lễ dần sao dài hạn ở chùa phúc khánh sẽ còn có cửa tồn tại chưa biết đến bao giờ mới được dẹp yên ngày 2 tháng 3 giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố uông bí xung quanh thông tin liên quan đến hoạt động của chùa ba vàng văn bản nêu rõ trong nghi lễ truyền thống phật giáo bắc truyền tại việt nam khi thực hiện nghi lễ cho vong linh người đã mất có các nghi thức tiếp linh cúng phật cúng tổ triệu linh tụng kinh cầu siêu chúc thực hoạt động thỉnh vong cũng quan gia trái chủ tại chùa ba vàng ban trị sự giáo phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh không được chứng kiến nên chưa biết hình thức và nội dung thực hiện như thế nào điều quan trọng không phải là Duy danh ngôn ngữ mà phải biết nghi lễ ấy được thực hiện với hình thức và nội dung như thế nào? Theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban tăng sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định khác của Giáo hội Phật giáo để quy định các hoạt động Phật sự, hành sự, tu đạo tại cơ sở thờ tự của Phật giáo do vị trụ trì cơ sở thờ tự đó chịu toàn bộ trách nhiệm. Việc công dân phản ủy yến của các hoạt động tại chùa Ba Vàng do trụ trì chùa Ba Vàng chịu trách nhiệm nghi thức thỉnh vong cũng ăn ra trái chủ không có trong giáo lý Phật giáo. Trong nghi lễ Phật giáo bắc truyền chỉ có các nghi thức triệu linh và nghi thức lập đàn cúng giải quan thích kết. Ban chỉ sự giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lên án các hành vi lợi dụng niềm tin của Phật tử nhân dân nốt bóng nghi lễ Phật giáo để trục lợi. Đề nghị các cấp các ngành nghiên cứu nếu bất cứ tổ chức cá nhân nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm trước quy định của pháp luật. Hiện tượng gọi hồn là hành vi mê tín dị đoan, không gắn với giáo lý nhà Phật. Để xảy ra hiện tượng thỉnh vong cũng ăn ra trái chủ là đã bôi nhọ giáo lý nhà Phật. Thực sự đó là hiện tượng mê tín dị đoan, không đúng với tinh thần truyền thống Việt Nam. Đến với ngôi chùa, chữ Phật trong đó có nghĩa là trí tuệ. Đối với chúng sinh đến chùa để làm điều thiện trên nền tảng trí tuệ Phật, nhà sư lấy tiền của dân chỉ làm công đức và làm có lợi cho dân, Lấy tiền của dân để làm giàu thì chùa càng đẹp, về hình thức bao nhiêu thì tăng càng gần với trần tục và không đi đến chỗ giải thoát được. Giáo sư Trần Lâm Biển, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian.